VT System, bộ phần mềm tự động giúp bạn tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu trên Facebook, Zalo. Dễ dàng xây dựng và quảng bá thương hiệu cá nhân, thúc đẩy bán hàng bằng cách tự động chia sẻ bài viết, livestream, tự động mời like fanpage, xây dựng cộng đồng, giúp bạn sở hữu hàng trăm tài khoản một cách dễ dàng. Sử dụng VT System ngay để xây dựng hệ thống marketing hiệu quả mà không tốn bất cứ một đồng chi phí quảng cáo nào. Liên hệ Zalo hoặc điện thoại để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Xe buýt điện Vingroup giá vé dự kiến từ 3.000 đến 7.000 đồng. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương cho tập đoàn Vingroup thí điểm thực hiện 5 tuyến xe buýt điện trên địa bàn thành phố trong thời gian 12 tháng. Lộ trình dự kiến của 5 tuyến xe buýt điện này như sau. Giá vé dự kiến sau khi có trợ giá trung bình 7.000 đồng trên một lượt các tuyến VB01, VB02, VB03 và 5.000 đồng trên một lượt đối với các tuyến VB04, VB05. Học sinh và sinh viên được ưu đãi giá vé 3.000 đồng trên một lượt. Lộ trình 5 tuyến này dừng đón tại các trạm dừng, nhà chờ hiện hữu. Vingroup cũng sẽ bổ sung thêm 9 điểm đón mới, xây dựng một depot và bến bãi rộng hơn 12.200m2 tại khu dân cư Vinhome Grand Park. Tập đoàn Vingroup xin được cơ chế trợ giá theo đơn giá cho xe buýt CNG, không xét đến yếu tố chênh lệch giá nhiên liệu CNG. Cụ thể, đơn giá cho 1 km vận doanh là 24.224 đồng trên 1 km. Tỷ lệ trợ giá trên chi phí bằng 44,1% chi phí hoạt động. Sở Giao thông Vận tải đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương cho phép tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần thí điểm theo phương thức đặt hàng dịch vụ, cung ứng dịch vụ công ích đối với 5 tuyến xe buýt điện nêu trên. Hiện nay, bộ định mức đơn giá và kinh tế kỹ thuật cho loại hình xe buýt điện chưa có. Do đó, khi các cơ quan chức năng hoàn tất bộ định mức này, sẽ tiến hành đấu thầu tuyến theo quy định sau khi kết thúc thời gian thí điểm. Đơn giá trợ giá được áp dụng như xe buýt CNG. Tỷ lệ trợ giá trên chi phí bằng 44,1% chi phí hoạt động trong thời gian tối đa 12 tháng kể từ ngày chính thức đưa vào hoạt động. Trường hợp sau 12 tháng thí điểm, nếu dừng không cho phép tiếp tục loại hình này thì chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm. Theo cafebiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.